Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Để chúc cho đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là hai đấu sĩ với lại là hai đặc nhiệm nha. Với Kai'Sa tướng 3 tiền, đây là carry 9 và cũng như đang cầm hai trang bị lớn luôn. Và hiện tại là mình cũng đang muốn là một cái form bài meta tướng 3 tiền carry đang rất là mạnh luôn á. Đó chính là bài Kai'Sa đặc nhiệm đi chung với hiểm họ carry nha mọi người. Và trước khi mà mình làm video meta á, là mình cũng sẽ để một cái link đồ chuẩn ở phía dưới nha, để cho mọi người cùng xem qua tham khảo á. Để cái form bài này á, nó sẽ không cần ấn lỗi hay là biến hệ gì cả, chỉ cần đúng tướng và đúng level thôi á. Mọi người bỏ vào là sẽ ok rồi. Ông này là thần giáp đi chung với đào hầm hả? Ác nhờ, thắng được hay không đây? Cây sao nó bắn kìa em ơi. Ây da, né kìa. Ui rồi, né kìa. Vậy nè, cố lên. Chuỗi thắng hai trận luôn mọi người á. Tuyệt vời mặt trời liền. Để cùng xem thử cái lỗi thứ hai nào. Lõi kim cương à, úi dồi, bảo hộ tiên tộc này ngon quá trời luôn á, không lấy thì hơi tiếc. Cả toàn bộ đội hình nha, được nhận thêm 20 giây miễn hiệu quả khống chế nha mọi người á, cũng như được cộng thêm tới tận là 15% tốc đánh, rất là thích hợp luôn cho những cái form bài đặc nhiệm Kai'Sa carry. Và hiện tại ngay từ lúc đầu game, ngay từ round 2.1 nha, là mình cũng đang được sở một cái lõi nâng cấp tướng Kai'Sa cực kỳ ngon luôn á, tên là tán xạ diện kích nha mọi người. Kai'Sa bắn 3 đòn á, được free bắn thêm một đòn nữa nha. Đây là một cái lõi nó cấp tướng Kai'Sa, mọi người nên lấy khi mà nó tự ra và chốt luôn cái form bài Kai'Sa luôn cho mình nha. Tại vì tỷ lệ lọt top 4 á nha mọi người á, với cái form bài này cũng như là đi chung với một cái lõi nó cấp tướng này lên tới là 100%. Còn top 1 hay không á, nó sẽ còn phụ thuộc vào khá là nhiều yếu tố nữa. Kiểu như là mọi người xếp bài nè, tướng của anh em á có là được 3 sao hay không, và form bài của người ta á, có khắc chế anh em hay không nữa. Ông này là thần giáp, giáp nâng cấp tướng. Cái này là né anh em ơi, dắt được 50% tỷ lệ né và cho toàn bộ đội hình luôn. Alo, 100% tỷ lệ né chứ, khi mà xuống dưới 50% máu và cho toàn bộ đội hình nữa. Khắc chơi cứng luôn anh em ơi. Kai'Sa bắn nào. Rồi không nổi rồi, mất luôn chuỗi thắng rồi mọi người. Và khi anh em chơi Kai'Sa thì chỉ cần quan tâm cho mình là Kai'Sa nó có lên được 3 sao hay không và 3 đồ của nó như thế nào thôi. Anh em phải nên kiếm đồ càng chuẩn là càng tốt cho Kai'Sa nha. Nhưng mà mình thấy hiện tại Kai'Sa nó không có cần đồ quá chuẩn đâu. Tại vì mình thấy Kai'Sa này á, đồ nào nó cũng xa được cả. Mình có thể kể xương xương như là dao điện, kiếm súng, huyết kiếm, bàn tay công lý, cuồng đao, găng bảo thạch, quyền trượng, mũ thủy. Nói chung là chỉ cần có trang bị một cái tốc đánh nè, có phép, có chí mạng, hoặc là có gọi là một chút hồi phục á, là Kai'Sa xài được hết nha mọi người. Nên Kai'Sa này chỉ cần là 3 sao thôi, đi chung với một cái form bài cái tăng cơ chính mình nghĩ là một là Cho'Gath, 2 là Rhaymus, 3 là con Zed nha. Và cuối game phụ đam bằng những cái vị tướng như là Auron Sol tướng 4 tiền hiểm họa và tướng 5 tiền là Fiddlestick và Ugok. Nếu như mọi người nào mà may mắn mà roll được tướng 5 vàng 2 sao thì nó dễ chơi hơn nữa. Ây da, cái trận này mình thấy là 3 ông chơi Zed nha, 3 ông chơi luôn rồi đó, 3 trận liên tục nha mọi người. Mình gặp 3 ông nâng cấp tướng dắt luôn. Hai ông kia thì lấy cái né, ông này thì lấy dắt carry. Uầy, ác vậy ta. Nhưng mà dắt carry thì không có giành bài của mình nha mọi người. Hợp lý. Trận này là mình cũng đang muốn đếp máu lên tầm level 7 đi, để mình có thể slow roll kiếm Kai'Sa, Vayne, Cho'Gath hoặc là Rhaymus 3 sao. Nói chung là bài này roll tới chết ở tầm level 7 đi. Chừng nào Kai'Sa là được 3 sao á thì lên level 8 nha. Còn nếu như mà Kai'Sa không lên thì tiếp tục phải roll thôi. Roll chừng nào lên thì được nha mọi người, chứ đừng có bao giờ Kai'Sa 2 sao cả, rất là thiếu đam luôn á. Hiện tại meta là mình còn rất là nhiều nha. Và lịch đăng video của mình hiện tại là hai cái một ngày á, một cái là về meta, một cái là về thử thách cũng như là đồ dị. Và mình sẽ đăng xen kẽ nhau để cho mọi người có thể là vừa leo rank và vừa có thể là giải tỏa stress khi mà xem những cái video thử thách của mình nha. Và nếu như mọi người chưa biết á thì cái form bài Kai'Sa hiểm họa này đang là một trong những cái form bài đang được spam rất là nhiều luôn khi mà đánh giải nha. Cả đánh giải Việt Nam nè, đánh giải Bắc Mỹ nè, giải Hàn Quốc cũng như là giải Trung Quốc nha mọi người. Tại vì nó là tướng 3 vàng, nó cực kỳ dễ chơi luôn. Và phiên bản của mình đang chơi hiện tại á, là phiên bản 13.3. Khi mà cái lõi nó cấp tướng có thể đổi lại được tới tận 4 lần nha. Thì cái việc mọi người kiếm được một trong cái lõi nó cấp tướng mọi người đang còn á, nó rất là dễ luôn. Tại vì kiếm được tới tận là 15 cái lõi nó cấp tướng khác nhau, 4 lần roll đó là 12 cái lõi và 3 lần nó tự cho mọi người nữa là 15 cái rồi, mà kiếm một cái thôi thì nó tăng tỷ lệ lên rất là nhiều nha. Và như mình đã nói, hiện tại là những cái form bài meta tướng 1 tiền, 2 tiền và 3 tiền carry
đã đang bắt đầu comeback khá là ác đó nha, như là bài Bobby Carey, bài Nazis, Vayne As các kiểu nha mọi người. Và confirm bài hiện tại của mình đang có luôn là 4 đặc nhiệm. Và 4 đặc nhiệm này nó sẽ cho tướng đặc nhiệm là 100% tỷ lệ chí mạng và kỹ năng có thể chí mạng nha. Nên Kai'Sa bắn là chắc chắn chí mạng luôn. Kết hợp đi chung với một cái lỗ nâng cấp tướng mà mình đang có, bắn 3 đòn lại được bắn free thêm một đòn nữa thì nó cực kỳ bé luôn á. Tại vì cứ bắn đủ 4 stat á, nó sẽ tích thêm tốc đánh nha mọi người ạ. Tốc đánh gọi là càng nhiều bắn nó càng nhanh, mà bắn càng nhanh nó tích tốc đánh nó càng nhiều nữa. Đây là một cái vòng lặp vô hạn luôn, rất là bé ha. Và nếu như mọi người nào mà có góp ý gì và cách mình bình luận chơi game, hoặc là có gì chưa hiểu á và cái form bài này, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình biết cái gì á thì mình sẽ trả lời cái đó luôn. Tại vì mình hướng dẫn chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi, hướng dẫn những cái meta nào mà mọi người mà chưa biết nè, hướng dẫn cách chơi sắp bài và trang bị như thế nào á, để cho anh em nào mà muốn tập chơi thì có thể là xem và cái video của mình nó là biết ngay và luôn ha. Hôm nay là form bài song đấu đi chung với Kayle, Carey và Fiora sống châu. Thắng được hay không đây? Kai'Sa hiện tại của mình đồ cũng đang khá là đẹp luôn á nha mọi người. Găng bảo thạch, diệt khổng lồ và cuồng đao. Như mình đã nói thì Kai'Sa này nó xài được rất là nhiều trang bị luôn á. Nên lúc đầu game mọi người mà đã quyết định chốt bà Kai'Sa rồi thì cũng nên lắp đồ sớm cho nó. Lắp đồ càng sớm là đếp máu nó càng tốt. Tại vì tướng 1-2 tiền lúc đầu game nó mới mạnh, chứ mà về lúc cuối game á thì nó sẽ hơi đuối so với những cái bài mà tướng 4 hoặc là 5 tiền khác nha. Đây, sắp level 7 luôn rồi nha mọi người. Và như mình đã nói lúc nãy á, ở level 7 thì mọi người roll kiếm Kai'Sa 3 sao. Và trong lúc mà roll kiếm Kai'Sa 3 sao á thì hãy cố gắng roll kiếm cả Vayne nè, kiếm cả Raymond hoặc là Cho'Gath nha. Nói chung là 3 sao càng nhiều là càng tốt, còn không lên được á thì thôi, chỉ cần Kai'Sa 3 thôi là đã quá đủ rồi ha. Và nếu như mọi người nào muốn theo dõi thêm những cái meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày á thì hãy đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nha, cũng như là bấm cái chuông, động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Đây, lên level 7 thôi. Rồi, bỏ Cho'Gath vào tăng cơ nha, thái đồ một chút nè, đó. Đồ vậy đẹp hơn nha mọi người á. Găm bó thạch thì Kai'Sa nó không có cần cầm đâu. Tại vì lúc đầu game á, mình không có 4 đặc nhiệm thì cần găm bó thạch, chứ bây giờ cầm làm gì anh em ơi. Rất là phí luôn á. Tại vì như mình đã nói thì 4 đặc nhiệm nó sẽ cho tỷ lệ chí mạng lên tới là 100%. Và kỹ năng có thể chí mạng rồi, nên có khác gì cái găng đâu. Nói chung là sát thương á, nó có thể lên đường tí, nhưng mà thôi, mình cho nó mang mà tới công lý, vừa có hồi phục luôn, có thêm đam nữa. Hiện tại những cái trang bị mà mình thấy người ta xài nhiều nhất cho Kai'Sa á, đó chính là diệt khổng lồ, cuồng đao, rồi dao điện và kiếm súng nha mọi người. Rất là nhiều luôn á, xài nhiều ác. Mấy cái bài 4 tiền mà mình đánh giá đang là được người ta xài nhiều nhất là bài Z. Ui, level 6 Lyuna 2 sao à. Ông này kiếm đâu ra ấy nhờ? À đúng rồi. Ông có cái lõi kim cương khu đồ hiệu. Ảo vã, nhưng mà level 7 1% mà Ron kiếm được Lyuna 2 sao là cũng hơi căng á nha. Đúng là ảo ma Legenda thật sự ạ. À. Cùng xem được cái lõi thứ ba nào. Ui, level 7 mà mình Lyuna 2 sao chứ. Khảm bảo thạch mài dao với lại chiến lợi phẩm, mình lấy luôn, đó chính là một cái chiến lợi phẩm nha mọi người. Ui, cái giáp nè, ngon lành, cái orange soi luôn hả, bỏ vào luôn nè. Mà mình đang cần một con Kai'Sa 2, đây rồi, có luôn xem nó. Game này dễ, có Raymond luôn nè, bán nha mọi người. Thêm tăng cường chút đè. Đó, orange soi là phụ đam nha. Lúc cuối game mọi người có thể roll được kiếm, fit đồ, stick hoặc là ugot á, thì có thể thay vào, cũng khá là mạnh luôn. Mọi người nào mà bữa giờ theo dõi những cái giải của bên Việt Nam hoặc là giải cái bên Bắc Mỹ á thì sẽ biết cái form bài đặc nhiệm hiểm họa Kai'Sa Carey này đang được sử dụng rất là nhiều luôn. Hầu như là trận nào cũng có, mà có không phải là một ông chơi mà ít nhất là phải từ hai ông trở lên. Hot lắm anh em ơi, còn bài tướng 4 vàng á thì trận nào cũng có người chơi cả. Ít nhất là cũng phải có một bài Samira, một bài Aphelios, một bài Z và một bài đúng rồi, như đó thôi. Soraka nữa, đúng không? Soraka đi chung với Lee Sin hộ thể thanh tẩy á, rác vãi ra. Level 8 nè, đấm nguyên sàn level 8 luôn nha. Đây, giờ cái xe của mình nó đang không thiếu cái gì nữa luôn á anh em ơi. Hồi phục cũng có nè. Hồi máu là quá nhiều rồi. Tốc đánh là không thừa. Không thừa mà không thiếu luôn, vừa đủ style. Đã cuồng đao mà, đi chung với nội tại nữa.
Đây, Orange Sol 2 sao luôn. Level 7 Ron tướng 4 vàng dễ quá ta. Kai'Sa, Yat nè, ok. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và nếu như mọi người chưa biết á, thì mình có để những cái thông tin cơ bản nhất của mình ở phía dưới phần bình luận cũng như là mô tả nha. Như là Facebook cá nhân, group Facebook hoặc là fanpage Facebook nha. Để mình có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất hoặc là có event gì á, là mình tạo liên tục ha. Mọi người nào mà bữa giờ theo dõi trên fanpage của mình thì chắc là cũng đã nhận được chắc cả ngàn trứng rồi. Tại vì từ mùa Tết đến tận bây giờ là mình phát phải gần 2.000 trứng rồi nha mọi người. Chỉ cần anh em theo dõi page của mình, cập nhật thêm những cái event mà mình tạo á, thì cái việc mà nhận trứng full trứng là chuyện hết sức bình thường luôn á. Cái xe bắn được nè, hồi phục ác nha mọi người ơi, chơi gách vẫn tăng được. Và mọi người đừng quên mình đang được một cái lõi tăng 15% tốc đánh nữa. Bảo hộ tiếng tộc, win luôn là dễ, chuỗi thắng 4 trận rồi nha. Và anh em đừng lo nha, những cái meta mà mình đăng lên đây nè, không phải là mình tự chế đâu. Mình tìm được rất là nhiều nguồn đó. Hiện tại là mình cũng đang muốn phát triển thêm những cái mảng khác như là reaction các kiểu, hoặc là làm thêm những cái mảng về game á. Thì nếu như mọi người nào mà có yêu cầu hoặc là ý tưởng gì, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Có Ugo cầm thì vàng kìa. Uầy, chứ cái phơm bài đặc nhiệm với lại là hiểm họ, cái thứ mà phế nhất đó chính là thì vàng ha. Mình cũng không khuyên anh em nên lấy lắm, trừ khi trước đó anh em đã có được một cái lõi túi đồ URF rồi thì lấy được, còn không thì nó là phế nha. Đây, sau khi mà lấy đồ full dam cho Kai'Sa rồi thì mình sẽ chuyển sang kiếm đồ tăng. Đồ tăng Raymus hoặc là chó gách cầm thì đều được cả. Đây, Ron, Orange Sol ra nhiều thế. Uầy, chó gách ra cũng nhiều phết nhờ. Được đấy, được đấy. Trận này mình thấy có hai ông là dắt né tránh đó mọi người, chắc 100% né tránh đó, khắc chế mấy cái bà mình là hơi bị ác đó nha. Và khi mà chơi Kai'Sa thì mọi người cũng nên check bài để ý xem là có bị lóc hoặc là bị giết tinh tặc bắt hay không nha. Tướng 3 tiền mình thấy đang mạnh nhất là con Kai'Sa với lại là con Liberlang. Đây là hai con tướng 3 tiền mà mình thấy người ta sử dụng để carry rất là nhiều luôn, và cái độ hiệu quả thì khỏi cần phải bàn cãi rồi. Tại vì mình theo dõi giải đấu Việt Nam á, mình thấy là đã có rất nhiều trận những ông chơi cái bài mà Liberlang 2 sao, nhưng mà chỉ cần nâng cấp tướng đẹp và một cái trang bị đẹp thôi nha, là top 1 luôn. Mọi người nào mà bữa giờ xem á thì cũng đã biết rồi ha. Liberlang 2 sao, một cái lõ nâng cấp tướng đủ đẹp, trang bị đủ đẹp thì top 1 mấy trận luôn á nha mọi người ơi, chứ không phải là một trận. Nên mình đánh giá là Liberlang với lại Kai'Sa đang là hai vị tướng 3 tiền có khả năng carry rất là ác. Muốn mà bỏ bố đặc nhiệm vào thì phải bỏ bớt hiểm họ ra thôi, bỏ bớt giáp ra nha. Nếu mà giáp 2 sao thì mình thay vào lại cũng được. Bây giờ thì bố đặc nhiệm đây, lấy thêm một chút chí mạng sát thương Kai'Sa bắn cho nó ác. Ở tầm ra 3 chấm hoặc là ra 4 chấm á, mọi người có Kai'Sa 2 sao mà nó cấp tướng như này thì đếp máu rồi cũng hơi bị nhiệt đó. Tại vì sao? Tại vì lúc đầu game nó ra cho mình một cái lõ nó cấp tướng luôn nha. Thì anh em biết sao không? Những cái form bài 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền á, người ta sử dụng chắc chắn luôn là rất là nhiều. Còn không á thì người ta sử dụng những cái form bài tướng 3 tiền nha, đếp máu và lấy một cái lõ nâng cấp tướng cho toàn bộ đội hình đó, người ta sẽ đép lên tầm level 8 kiếm cái phơm bài là 4 tiền carry. Tại vì lõ nâng cấp tướng nó chia ra hai loại mà, một cái là support cho team, một cái là cho tướng carry. Thì nếu như mà tướng carry xài á thì phải slow roll kiếm 3 sao, còn nếu như mà support cho team á thì dùng đép máu lên tầm level 8 hoặc level 9 đó, kiếm một cái phơm bài Exodia chơi. Thì đây là hai cái lối chơi mà mình thấy đang sử dụng nhiều nhất luôn á. Mà thường những cái phơm bài mà nó ra lõ nó cấp tướng ở tầm rao 2.1 hoặc là rao 3.2 á, người ta sẽ hướng tới đó chính là tướng ít tiền carry, tầm từ 3 tiền trở xuống. Còn mà ra ở tầm lõ thứ 3 thì người ta sẽ chơi luôn một cái phơm bài là tướng 4 tiền 5 tiền carry nha. Mà cũng tùy thuộc nữa. Mà tại vì mình thấy rất là nhiều chọn là lõi ngay từ ra 3.2 á, nó ra nó cấp tướng 4 tiền luôn thì người ta chốt bài tướng 4 tiền chơi luôn, có ngại gì đúng không? Nhưng mà cái đó là cũng khá là hiếm đó anh em ơi, mình thấy hiếm lắm. Ui, một cái Neko nè, giống như cái trận này hiếm á, tại vì round 2.1 nó ra luôn nó cấp tướng 3 tiền thì mình thấy nó cũng khá là hiếm đó nha, nó không đùa đâu. Chơi cả chắc là cả vài chục trận mới được một trận đó anh em.
Đây, cái một cái Neko này giúp cho mình là được tướng 3 tiền dễ hơn nha. Wow, 3 con Zoe luôn kìa. Cái này mà ra được 3 cây sai thì đỡ rồi. Mình thấy ông kia đang roll kiếm Lee Sin 3 kìa. April 2 style nè. Raymond nè. Cho gắt cây sai luôn này nha. Lấy đồ cái đây, lấy đồ. Lắp luôn cái giao điện đi mọi người. Giao điện giảm kháng phép. Đốt đốt nữa, khá là đau. 5 cây star, 7 cho gắt. Mà level 7 mình run cũng khá là ảo quá. Level 7 run được tận 5 con Orange Soy. Ông này là siêu thú hộ công với bài Mid Fortune cho Ri. Lõi cũng khá là đẹp luôn á. Đồ cũng đẹp nữa. Nhưng mà cây star bắn được nha. Cây star lướt né nè. Được không đây, cây star. Cây star. Trời ơi. Đúng là tướng 3 tiền nó vẫn còn hơi đuối so với cái form bài tướng 4 tiền. Và ông này đang có tận là 9 slot hả? Vãi trưởng vậy. 9 slot anh em ơi, mình có 7 à. Và chưa tính thêm là mấy cái cọc nữa. 10 hay là 11 slot gì đó. Đông vãi ra. Tại sao bắn không nổi luôn á. Đây, cho gách 3 sao. Đỡ nhá. Mình thấy mùi là cho gách 3 sao rồi. Nên mình bán luôn Remus, mình chuyển đồ lại nha mọi người. Lúc đầu khi mình tính cho Remus 3 sao trước đó chưa. Ai ngờ cho gách 3 sao thì bú luôn. Game này dễ. Hiện tại nhờ theo dõi những cái giải đấu của Việt Nam với lại là nước ngoài á, mình cũng biết thêm những cái form bài carry nó cũng khá là dị luôn. Như là giết tinh tặc full tăng, lắp dắp lửa nổi xét các kiểu á mọi người á. Hoặc là cái bài Bobby vệ quân đi chung với thần dép carry. Nó rất là ảo ma nha, nhưng mà hiệu quả cực kỳ. Rồi, bây giờ cả Cho'Gath đều có đam. Cho'Gath của mình đang cầm bút rồng á mọi người. Và Cho'Gath này chỉ cần kháng phép càng nhiều là đam nó càng nhiều nha. Kỹ năng nó càng đau á. Và đối lập lại con Cho'Gath này là con Ray mới, khi mà dép càng nhiều là kỹ năng nó càng đau. Và đây cũng là hai vị tướng tăng cơ cực kỳ ngon luôn tại form bài hiểm họa này nha. Ủa, April ra nhiều vậy. Mình đang muốn cái star cơ. Không ra cho mình được sao. Tại vì cái trận này mình chết sơ qua rồi á, không thấy ai cho cây star cả. Nhưng mà mình roll nó hơi khó một chút, chắc tại vì xui thôi. Đây là ở tầm rau 5 chấm rồi và vẫn còn 7 ông. Trận này cũng khá là căng đấy. Anh em nhìn máu kìa, nó cứ xen xét nhau luôn á anh em. 9 máu, 12 máu, 14 máu. Bây giờ mấy con đó chỉ cần thua đúng một trận thôi là đi luôn. Ông này là cái form bài xong đấu với Yesu và Kelly Carry đồ khá là chiến. Nhưng mà để xác định cho Kelly Carry á thì phải có nâng cấp tướng Carry nha. Có nâng cấp tướng nha mọi người thì mới chơi được. Đây sao nó bắn nè. Ok. Ok, win luôn. Nice. Hiện tại là mình vẫn đang tìm hiểu thêm những cái meta mới nhất và được cập nhật hàng ngày. Và mình sẽ luôn luôn là ra đều cho video. Ra đều video cho mọi người cùng theo dõi nha. Nói chung là kênh của mình á, khi mà mình bận cái gì đó hoặc là mình không ra được video á, thì mình cũng sẽ luôn luôn thông báo trước cho anh em, để anh em khỏi còn phải chờ đợi. Còn nếu mà thông thường thì mình vẫn ra đều thôi. Ước mơ của mình vẫn đang cứ là 1 triệu sub. Và mong mọi người sẽ ủng hộ mình trên cái chặng đường còn rất là dài này nha. Có vay nè nè. Có cây xe 3 con luôn rồi nè. 3 con trên hàng chờ nha mọi người. Vay nè ra cũng nhiều phết nhờ. Cây xe nào. Có một cái Neko mà lên khó vậy. 6 vay nè nè. Đây rồi cây xe 7 con nha mọi người. Kremert nè. Vay nè cũng 7 con luôn nè. Dắt 2 sao. Ok, lên luôn cho em nói nha. Vayne sắp 3 à, Kai'Sa sắp 3. Còn con Orenso này mình thấy nó cũng bú bú rồi đó. Cũng 6 con, nó cũng đâu ít đâu. Ông này là khu đồ hiệu. Úi rồi, 5 vàng 2 sao ác, 4 vàng 2 sao ác. Nhưng mà ui được nha. Hi hi. Có cái quả lõi mà chiến lợi phẩm á mọi người. Giết đường mạng nó cứ hồi full máu rồi lại là dễ chơi. Ash cuối cùng cũng là được 2 sao. Vậy nè 8 con. Mình có nên bán remote nè ông trời.
Tại vì con Raymond này á, khi mà lên tầm level 8 mình kịp nó vào là hợp lý luôn. Nhưng mà còn chặng đường khá là dài để mình lên tầm level 8 đó. Trời ơi, round 5 chấm gần qua round 6 chấm tới nơi rồi. Người ta thì tướng 5 vàng 2 sao không à, đội hình Estonia. Mình thì vẫn còn đang loay hoay ở tầm level 7 như thế này để rồi kiếm Kai'Sa. Lúc đầu game mình đã nói rồi, nếu như mà Kai'Sa không bay á thì không lên level luôn, phải roll tới chết. Khi nào mà Kai'Sa bay sao thì thôi. Nếu mà xui xui không ra được chịu thôi, anh em mới biết sao giờ. Ok, bắn được nè, chơi gắt tăng ác nha. Ông này Raven full tăng rồi, nhưng mà Raven chưa bay thì sao mà chịu nổi nhiệt đây. Mày, hồi nãy mình nhớ không nhầm là mình thua cái này đúng không? Bây giờ thắng luôn, hơn mình tận 2 slot đấy. Mà ông vẫn còn khá là nhiều tiền, chưa có xài tiền á mọi người. Level 8 và còn hơn tới tận là 50 tiền. Nên cũng chưa biết sức mạnh lúc vào cuối game của ổng là như thế nào cả. Tại vì level K mà còn nhiều tiền nó hơi thì hơi ác. Đây, cái này mà thêm một bị lớn nữa cho chơi gắt thì đẹp. Chơi gắt cầm 3 đồ tăng là đẹp. Hoặc là thêm đồ phủ đam cho con Auren soi này. Con Auren này mà mình roll hơn nữa nha, up 3 luôn chứ không đùa đâu nha mọi người. 7 con, à lộn 6 con rồi nè. Và đang có một cái Neko hơn là được 3 sao luôn á chứ không đùa đâu. Có một cái đập đồ, một con tướng 3 tiền. Dê kia đi mọi người ơi, ngon lành nè. Dê kia là ngon lành nè. Mình roll chơi chơi, mình nuôi Vayne thôi mà cũng Vayne 8 con nó đâu ít gì đâu. Ok, roll nốt hơn 20 tiền đó. Chẳng lẽ không ra? Chẳng lẽ xui đến như vậy sao? Come on. Uầy, không ra thật ở sao mọi người. Thôi thôi thôi, bán tướng mình đổi đồ cái đã. Tích tiền lại luôn. Đấy rồi, Kai'Sa, Neko luôn nhá. Trời ơi, qua rau 6 chấm, gần end game tới nơi luôn rồi. Mới lên được Kai'Sa 3, khổ chưa. Bây giờ tích tiền lại lên vào 8 nhưng mọi người kẹp thêm Raymond vào nữa là đẹp. Ông này fit đồ stick 2 sao, thần giáp đồ rất là đẹp nha. Với Samira 4 chủ lực và Leona 2 sao. Kinh khủng vậy. Kai'Sa, ây da, mấy ông này mạnh quá vậy. Uầy, nhìn cái form bà kìa mọi người. Nó gớm thiệt chứ. 5 thần giáp, 4 chu lực với fit đồ stick thần giáp Leona 2 sao, fit đồ stick 2 sao, mid fortune 2 sao nữa. Những cái phong bài gớm ồm mà mọi người ơi. 5 thần giáp, 4 chu lực. Mấy ơi, gớm ồm luôn á đây mà. Trận này có tận hai ông fit đồ stick 2 không? Mà ông nào cũng đồ đẹp cả. Đây, bây giờ muốn top 1 hay không á, nó sẽ phụ thuộc vào cách mọi người sắp bài và xử lý tình huống. Ông này thì mình không có cần sếp đâu, tại vì phong bài cũng có nhiêu đó. Sếp cũng như vậy. Thiệt. Ông kia chơi mid fortune á thì sếp một chút. Ông này mid fortune thì đồ mana không, bắn không có đam đâu mọi người. Tại sao bắn được nè. Ui, chưa chết anh em ơi. Giòn luôn anh em ạ. Giòn luôn, chắc là không giòn đâu. Chắc là không giòn đâu. Quên luôn. 28 tiền à. Mình còn 35 máu nha. Mình còn 35 máu nha. Thua thì phải thêm tầm 2 trận nữa mới đi được. Sợ nhất là cái quả mít fortune mà 4 chu lực đó mọi người á. Nó xả một cái băng đạn thôi thì con Kai'Sa của mình thì còn đúng cái nịch. Mình phải xếp bài làm sao á mà mid fortune của nó với lại là Kai'Sa của mình đó, nó phải đứng cùng hướng. Nó phải đứng cùng hướng chứ đừng có đứng chéo góc nha. Đứng chéo góc là thua. Đây. Ok ok, được. Thắng được á, né được con fit đồ stick luôn nè, hợp lý đó. Ok. Kai'Sa bắn được nè anh em ơi, free shot luôn. Free shot luôn. Kai'Sa. Kai'Sa free shot luôn. Bắn luôn. Đấy, tầm này vào cuối game thì sắp bài rồi anh em ơi. Sắp bài rồi. Sắp bài đúng là win.
cốc, dây kia, dắp gai, dây chuyền các kiểu. Là cái dắp gai nha. Thêm một cái trang bị tăng nữa, 5 thằng giáp 4 chú lực mà nhìn gớm thì có chứ. Mà Kai'Sa tuyên bố là không có tuổi. 24 tiền hả? À? Khó gì ta. Từ bán tướng nha mọi người ơi. Mình sợ là ra sau mình thua thì mình vừa lên được level 8 mà mình còn có cơ hội mình kiếm được Vayne 3 nữa, tại vì Vayne của mình nó cũng đang cầm 3 trang bị. Mình phải chừa một cái đường lùi lại cho mình nha. Để mình nếu mà thua thì vẫn có thể comeback lại được. Sắp tí nè, đó. Đảo đảo một tí mọi người ơi, đảo như răng lạc một tí là ok. Ui, bạn không đổi luôn à. Ây, nhưng mà mình né được con fit đồ stick. Né được, né được. Ôi, hên. Vậy cũng rất là ngon rồi. Cái xá, ai à. Cũng khó nhờ. Lên level nào, lên level nào. Kẹp thêm một remote vào. Bây giờ 18 máu à, không biết thua luôn không trời. Mà Vayne 3 thì mình nghĩ là sẽ một cái bước tiến lớn á. Tại vì đang cầm 3 đồ lớn luôn mà, 4 đặc nhiệm. Bắn nó cũng khá là đau á nha. Đấy, không biết Fortune kia mặc dù nó không cầm trang bị nha mọi người á. Nó cầm đúng một cái blue thôi. Nhưng mà đam nó cũng ảo thật á. Úi dồi, sắp bài ngáo rồi. Sắp bài có khi chết đó. Ấy, phít đồ xích nó bay ngu nè anh em. Nó bay ngu nè. Ơ, win luôn. Win luôn á. Rồi, phít đồ xích bay ngáo nha, win luôn. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.